Sáng nay ngày 14 tháng 10, các chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 tại khu vực cửa ngõ ra vào địa bàn thành phố Mỹ Tho đã được dỡ bỏ. Cụ thể gồm các chốt trên tuyến đường Hùng Vương, Đinh Bộ Lĩnh, Lê Thị Hồng Gấm, Lê Văn Phẩm và Áp Bắc đều tiến hành dỡ bỏ. Trước đó, các chốt liên xã phường trên địa bàn thành phố cũng đã ngừng hoạt động, trở lại trạng thái bình thường. Việc tháo dỡ các chốt khu vực ra vào cửa ngõ thành phố Mỹ Tho nhằm tạo điều kiện khôi phục sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế xã hội, đưa đời sống sinh hoạt của nhân dân dần trở lại tình trạng bình thường mới. Theo nghị quyết số 128 của Chính phủ, quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.